Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip này thì là sẽ một cái clip chia sẻ hỗ trợ hướng dẫn mọi người ghép dàn một cái bộ sản phẩm karaoke làm sao cho nó phù hợp về công suất, về tính năng, về chất lượng. Clip lần này thì mình sẽ tập trung về cái loa full nhiều hơn nha. Bởi vì thật ra cái những dòng loa full range, dòng loa đứng á thì nó sẽ khó ghép hơn là những dòng loa nằm. Dòng loa nằm thì thật ra là đã khá lâu rồi, những dòng khá lâu rồi ghép âm ly này kia nó dễ rồi. Sau này thì lẫn ngòm nó đứng mình ghép với cục đẩy vang số micro này kia nó sẽ phức tạp một tí, nên mình sẽ có một clip này. Ngoài ra cuối clip mình sẽ có một cái chương trình, mình sẽ giới thiệu luôn cho mọi người một cái chương trình mình chạy xuyên suốt trong tháng 11 lần này. Một chương trình khá là ok, mọi người nhớ đón xem hết clip nha. Rồi không để mọi người đợi lâu nữa, bắt đầu thôi. Ok, và clip này để dễ hiểu hơn một chút xíu thì mình sẽ có một cái đạo cụ rất là thú vị, thì mình sẽ nhờ mọi người hỗ trợ ha. Ok, lâu người, hỗ trợ anh cái bảng vô xíu. Ok. Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Này hơi giống học ha. Khi thầy viết bằng bụi phấn rơi rơi. Ok. Thì để mình cái này được rồi. Ok, cảm ơn em. Rồi, ok. Thì mình sẽ vẽ cho mọi người một cái sơ đồ của dàn âm thanh karaoke nó sẽ gồm những sản phẩm như thế nào. Đầu tiên nó sẽ gồm sản phẩm loa đi ha. Mình ví dụ nó là loa. Loa đây. Và liên kết với loa mình sẽ có amp. Mình viết bằng tiếng Anh đi nha. Tiếng Việt nó không đủ chỗ. Rồi, trên amp nó là cái gì? Vang số. Ok, trên vang số là cái gì? Micro. Rồi. Nếu mọi người mà xài sub nữa thì mình sẽ đưa vào đây. Sub. Đây là sub điện nha mọi người. Sub ở đây sẽ là sub điện. Vì thật ra dàn karaoke gia đình thì mình sẽ không có tư vấn cho mọi người xài sub hơi, bởi vì sub hơi nó sẽ hơi phức tạp một tí. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái amp này. Vì sub hơi thì amp phải đủ hơi thì phải đủ công suất mới đánh được sub amp. Nên là amp phải đủ công suất thì mình mới đánh được sub hơi, nên là mình sẽ clip lần này mình sẽ kéo sub điện. Đó, cho nó dễ. Rồi. Thế bây giờ loa với cái ampli này á, nó liên kết với nhau qua cái gì? Mọi người chọn liên kết giữa loa với ampli á, nó qua công suất. Công suất. Đó, cái công suất này tức là sao? Tức là loa, ví dụ như loa công suất 250W thì mình kiếm cái ampli nào công suất của nó hơn tầm khoảng 20 đến 30% là ok. Bằng nhau cũng được luôn, tuy nhiên bằng nhau thì khi mọi người đến lớn á, tiếng bass nó sẽ không ra đầy, nên mọi người cần cái ampli nó to hơn một tí, không cần gấp đôi nha, không cần gấp 50% hay gấp đôi, không có, 20-30% là đủ rồi. Ok, chỉ ví dụ trong một ví dụ cụ thể đây, con này mình lấy còn một con 350W là good rồi, tuyệt vời cho một cái loa 250W. Ok ha. Rồi, thế còn hai cái sản phẩm này bây giờ mình phải chọn như thế nào làm sao cho phù hợp với loa và ampli, thì mọi người dễ nhất với mình, dễ nhất chọn theo giá. Ok chưa? Tại sao lại giá? Bởi vì chẳng hạn như ví dụ như mọi người mua cái này với cái này, mọi người mua ví dụ cặp loa mọi người mua 15 triệu đi, cái ampli này 10 triệu đi, tổng hai ông này đã 25 triệu rồi, thì không thể nào mọi người mua một cái vang, cả cái vang trước tổng cái này có ta ví dụ như 4 triệu đi, cái vang có 2 triệu. Một cái vang cơ thì nó 2 triệu, cái micro 2 triệu. Thì chi phí với nhau nó không hợp lý. Mọi người phải sao? Mọi người ít nhất, mình nói là ít nhất này. Mọi người ít nhất mình kiếm cái vang phải 6 triệu. Micro tàu đó ít nhất bèo nó 4 triệu. Thì ghép vô nó mới phù hợp. Để nó liên kết với nhau. Nó phù hợp. Mà khi còn như cặp loa mình mua 20 mấy triệu, 30 triệu. Cục đẩy mình mua 15 triệu. Thì tương đương vang mình cũng phải mua tầm 10 triệu mới đủ chứ. Đúng không? Micro cũng phải 7-8 triệu mới ok. Thì nó vừa ghép bộ dàn nó mới phù hợp. Rồi. Thế còn cái sub điện này thì sao? Sub điện mình chọn kiểu gì? Sub điện này y chang cái này luôn. Mình canh vào công suất. Mình canh vào công suất. Ví dụ một cặp loa 250W đúng không? Hai cái loa là nhiêu? 250 cộng 250 là bao nhiêu? 500W đúng chưa? Tức là hiện tại tiếng mid và tiếng chép của ông nội này, nó là 500W. Thế thì sub điện mình kiếm một con nào đó công suất nó đầu rời đó từ 400W đến 600W là tuyệt vời nha,
từ 400 sau đó. Đương nhiên sẽ có một số trường hợp những cặp có cái những cái súp á, tại vì cái này mình dựa trên thông số là phải thông số chuẩn của hãng nha, mình không nói về những cái thông số ảo như kiểu loa mấy ngàn watt rồi 2-3 ngàn watt mà kiểu những cái loa Trung Quốc hay có, thì cái đấy mình không nói. Mình đang tính thông số chính xác thì mọi người chỉ cần một cái súp điện tầm 400-600 watt là tuyệt vời rồi đó. Thứ hai nữa, cũng có một cách nữa để mọi người liên kết giữa cái loa này với cái súp này, đó là dựa trên cái thước. Ví dụ tỷ dụ như mọi người xài cái loa, mọi người đang xài bass 2.5 tấc, bass 25 25 cm đi ha, ok chưa? Thì cái súp điện thường mọi người xài một cái súp 30 cm 3 tấc á là ok, là hợp. À, hoặc mọi người xài đang xài cái loa 30 đi, thì mọi người ở trên đây mọi người kiếm cái súp 40, hoặc những súp nào có công suất. Nếu không có súp 40 mọi người sợ nó to quá thì mọi người dựa theo công suất, bởi vì thật ra cũng có những cái súp 30 này công suất nó lên đến 600W hoặc 800W luôn, cũng có nha, những cái súp bé luôn, súp 30 luôn nhưng công suất nó lớn, có nha, không phải không có, tự nhiên giá tiền nó sẽ cao. Nên là có hai cái để mình dễ nhé. Đầu tiên là cái thước, nếu không vấn đề gì về cái thước thì cứ theo thước. Còn nếu có vấn đề cái nhà mình nó không được to, có nghĩa là nhà mình nó phòng khách, nhà mình nó gọn, nó đẹp, nó cần những sản phẩm nào chi tiết đẹp thì mình sẽ lựa chọn theo công suất như nãy giờ mình nói là xong. Ok, vừa rồi mình vừa mới chia sẻ xong rồi ha. Vậy thì cái chương trình khuyến mãi của mình đưa ra sẽ là gì? À, chương trình khuyến mãi mình đưa ra sẽ là mọi người mua một cái cặp loa như thế này. Vì đợt này mình sẽ làm chương trình nhiều với JBL nên mình sẽ giới thiệu với JBL. Mình mọi người mua cặp loa JBL đi ha. Mình ví dụ như còng KBS1 đi, như giá nó tầm 29 triệu một cặp. Thì khi mọi người mua cái giá lẻ 29 triệu cặp loa này, mọi người sẽ được trợ giá âm ly, mọi người được trợ giá vang số, mọi người được trợ giá micro, mọi người được trợ giá súp điện. Bốn sản phẩm này mọi người đều mua với giá 50% theo giá lẻ nha, 50% đây ạ. Tùy mọi người, đương nhiên cái những cái sản phẩm này mình sẽ quy định trước để mình ghép sẵn cho mọi người. Ví dụ như am với vang á, có những cái sản phẩm như là JBL Beyond 3, Beyond 3 thì nó có vừa am vừa vang luôn, mọi người lựa chọn cho nó dễ. Micro thì mọi người có thể tùy chọn giữa Soundmic 599 và VM300 của JBL ha. Súp điện này thì mọi người cũng tùy chọn luôn hai sản phẩm, là mọi người có thể là súp V-Sound 3030, những dòng 3030 hoặc là những dòng MS3, tùy theo cái căn nhà của mình nha, tùy theo công suất mọi người chọn đó thì mọi người sẽ có thể lựa chọn giữa các dòng súp, các sản phẩm đó. Còn về chi tiết chương trình thì chắc là mọi người có thể đọc ở đường link bên dưới, mình sẽ ghi cái đường link bên dưới để mọi người đọc cho nó chi tiết chương trình hơn. Các sản phẩm này thì đều được bên mình trưng bày tại cửa hàng của Thiên Vũ tại 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5, thì mọi người quan tâm mọi người có thể ghé đến showroom để mọi người nghe thử trải nghiệm sản phẩm. Đương nhiên chương trình này thì khuyến khích mọi người sắm một bộ nó càng nhiều thì mọi người càng có lợi thôi. Vì mọi người kiểu gì mọi người đã mua cái loa giá full rồi thì mọi người am vang mic này đương nhiên mọi người mua là để nó dép dàn, còn cái súp này thì tùy mọi người nha. Mua thì có lợi, còn không mua thì thôi, không sao cả. Rồi, mình là Khánh, hẹn mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.